Hello mọi người nha. Bây giờ anh Trần chở anh Khoa vô Thế Giới Di Động. Hình như là anh Khoa muốn mua điện thoại mới hay gì á mọi người. Vô coi như thế nào. Em tận cái sim em á, là em gọi tới cho người ta thì được, mà người ta gọi tới em thì không được. Hiểu không? Cái chuyện hướng cho người khác. Chúng ta phải cạn vậy chú. Không ai đổi điện thoại đi qua đây, sắm cái điện thoại khác đi. Đây. Anh ơi. Điện thoại quá trời. Anh ơi, anh chị đi. Tao không cho quay, người ta nói rồi. Qua khỏi cần nói. Anh nha, chuyện như mày được. Dạ em đang bán nè, rồi đợi em ém xíu. Ôi, đồng hồ quá trời mọi người ơi. Xuất sắc luôn. Mấy đồng hồ 900 mấy, 1 triệu mấy đó nè. Bơ mua cho con cái đồng hồ này ra. Đồng hồ bạc chưa có nữa, sao mua cho con. Bà cũng phải nữa không ấy, con mua cho bà đi. Đồng hồ đẹp đẹp thôi. 2 triệu. 2 triệu mà. 1 triệu vẫn được chứ không. Cái cũ sạc của nó là cái chui nhỏ. Second hand nhé. Chưa nhỏ thì không mất cái cổ sạc nha, cái đầu sạc á. Để ba qua ba coi iPhone 14 Pro Max, ba mua cho con cái đi qua lấy con đi. Đúng là đúng là đi. Đi. Để coi nếu mà đã đẻ mua con cái thì nó mua cái cũ để cắm cho khớp ơi ba, con này ba thì ba mua cho khớp cho con nhỏ. Ba giỡn hoài. Giỡn gì, qua coi giá đi. Cái đồng hồ ba còn không có điều mà mua. Giỡn hoài, ba xài cái đồng hồ mười mấy triệu đó, có chữ mấy mà. Này ngồi có 900 mấy à. Dạ thôi con chọn coi thử cái nào thích. Thôi được rồi. Ba giỡn rồi. Ba còn có tiền ăn với mình đó, giỡn rồi. Không có tiền ăn. Muốn ba lúc nào cũng nghèo khổ hay gì. Ủa mà anh nó đâu hết trơn rồi. Thì đợi đi mấy anh từ từ anh xuống. Anh ơi. Anh. Anh đang bán hàng quá từ từ đi. Từ cái này cái gì ra. Thì nó vẫn sạc được nhưng mà nó chặt. Nồi chiên. Trời ơi. Ví dụ cái thời gian cái con này công suất nó cho anh sạc nó là khoảng 1 tiếng. Có 3 triệu mấy thì. Nếu 3 triệu mấy mà mua cho anh đó. Có giỡn hoài. Thì qua coi thử coi nếu mà triệu ba triệu mấy con không mua được. Ba triệu mấy là con mua tặng cho ba không còn hay gì. Ba nhớ chú mà nếu mà cái dây này anh cắm cái cũ của anh á được đó, thì sạc bình thường thì nó sẽ sạc nhanh bình thường luôn. Sạc nhanh như là anh sạc cái kia vậy. Anh cho anh xin thứ. Anh ơi. Anh cho nhân viên chuyển máy để em cái ngoại dụng được. Để anh làm việc bên đây nghe nè. Điện thoại iPhone 14 luôn mát không? Đẹp kìa. 0604. Hàng chính hãng không? Ủa Trung đang làm gì vậy Trung? Bạn đi giao hàng không cảm đợi mẹ em xíu nha. Xong khách em mới không chờ cho mình. Ủa bây giờ có ai chỉnh cho em không anh? Dạ không có. Không có người chỉnh cho anh? Đợi em xíu em xong khách rồi em mới chỉnh cho mình được. Từ từ hóa cái gì đó mà hấp tách. Thôi để anh chừng ra đây coi chứ. Sao chị thớt 21 người khách. Ủa làm qua em coi cách làm gì em chỉnh được vậy. Cái cách cái gì mẹ em có làm đâu. Mấy cục sạc giảm giá quá trời. À nó mấy điện thoại như ốc bồ. Bồ này của gì ấy. Triệu mấy 900 triệu mấy cũng có. Xiaomi ở đây cũng bán Xiaomi nè. Xiaomi nghe nói xài nè. Samsung iPhone 14 Pro Max.
còn không ra ba phần ba dương dương á cho nó mở ra thành cũng được. Ủa ở đây có mà giá mà khoảng vài triệu bao nhiêu? Có đầy đủ. Tao coi được thử ba. Rồi sao thử đi. Rồi mấy cái đồng hồ đẹp ghê coi. Ba 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 coi thử đi. Sao mấy luôn? Cái này cái giá cái mẫu này cũng mẫu này. Đâu ba nói mua thử không? Hả? Không, bây giờ sửa cái đó trước đi, rồi cứ coi đi. Rồi cái nào được thì để từ từ coi được đó nè. Quá là điện thoại. Tôi tối là tầm 3 triệu, 3 triệu mấy nè. Cái này lên. Là mới luôn đó Khoa. Cái hiệu này hiệu Remy 2 triệu mấy nè. Khoa. Mà cái này anh ơi, cái này tốt không anh? Cái này sạch cũng được á, nhưng mà tùy theo giá, mấy con này thì nó hơi giá kiểu này thì nó hơi yếu một xíu. Cấu hình thì nó yếu tùy theo cái giá thôi, hiểu không? Nhưng mà ba cái này kiểu là nghe gọi xài Zalo Facebook được. Nhưng mà ba đã bao mua vô ba mua không? Cái gì? Ba để ba chờ con heo làm sao mà mua sao? Hay quá, chạy góp, mày nói chạy góp. Không, ý ba nói chừng nào mà. Ủa, rồi không có sữa hả? Cảm ơn anh nha. 33 nhân dương đi có nào anh? Nó nhỏ mình chậm cái gần đầu á. Cái chưa đang xuất phạm á. Nghe, ai nhân dương? Không, ai nhân dương chỉ qua đây. Các bạn nè. Đi ba vậy? Đây nè, vô cái giấy động nè mọi người. Rồi sắm iPhone. Nè, đèo nè, chỗ cái này là do cái sim hay là gì? Sim là sim mobi hay là sim gì? Sim mobi bây giờ gọi chuyển hướng là sao ta? Con biết nữa. Có nghĩa là Khoa gọi hơn Trần á thì hơn Trần bắt máy nghe được. Mà hơn Trần gọi lại Khoa á, là chuyển qua một cái người phụ nữ nào đó nói lộn số kỳ đó. Quá ta. Cái này là không biết làm sao, mọi người coi thử comment giúp đỡ anh Khoa đi. Cái gì? Giờ về đi. Giờ qua bên này các bạn đi. Đại học Chư Phạm, đường An Nhân Dương phải không? Đúng rồi. Ở đây người ta không có nhân viên đang bận, không có hỗ trợ. Thì bây giờ ta chỉ qua bên An Nhân Dương. Lấy xe đi ba. Rồi giờ lấy xe về qua An Nhân Dương thử nha mọi người. Tiếp tục ra đường An Nhân Dương chở Khoa đến Mobi mọi người ơi. Đây Mobi. Chở con của ba đến Mobi. Cái này chắc Mobi quá. Phải không? À, chắc Khoa. Đúng rồi, vô hỏi em. Nó đó. Đúng rồi đó. Vô hỏi mấy ảnh thì giấy tờ đưa ra rồi vô đi rồi nó rồi nếu mà có giấy tờ hơn chừng đưa ra cho đầu Khoa vô trong ha, hơn chừng gửi xe cái mọi người. Cái gì mã nào thì tới số mới được. Khoa hỏi chưa? Con chờ nè. Đang chờ số. Số hơi bị lâu rồi. Lâu lắm rồi, chờ rồi. Mua sim mới rồi. Câu không được. Bây giờ Hương Trần đăng ký là cho Khoa, hiểu không? Phải đăng ký. Ba là ba, không bao giờ kêu. Ờ. Ê Khoa. Cái sim này mua ở đâu à? Con mua cái mạng 8 á. Cái mạng 8 à? Mua nhiêu tiền? 250. 250. Mà bây giờ xài không được. Rồi bây giờ á. Một á, nếu mà bây giờ đăng ký sẵn được á là phải lại cái tiệm đó kêu nó đổi lại. Chứ bây giờ tự nhiên mới sim mới mua sẵn được rồi sao? Con gọi tới rồi cũng được. Thì gọi là nhận được, nhưng mà gọi người kia gọi lại không thì được. Thì đó, còn để hỏi ta đi đã. Ba từ từ đi. Điện thoại ngày xưa cảm ứng. Bây giờ xuống đời chơi cụ bóc. Qua càng lúc rồi đời nó càng lên hương. Người đến số 5046. Trời ơi 5046 bây giờ 5061. Đợi hơi lâu rồi tới chưa Hoa. Để hỏi cho mình được. Hỏi người ta có ưu tiên cho Hoa.
chắc nhiều khi mình không bình thường đó mà ta sẽ ưu tiên cho mình. Biết chết liền luôn đó vậy. Phải đăng ký chính chủ lại nữa. Thì đăng ký chính chủ con chừng cho mượn giấy tờ. Ba chứ. À ba cho mượn giấy tờ. Ta hiểu lầm con. Ông mà con đâu có làm gì đâu sao luôn. Thôi nhưng mà bây giờ nói Khoa nghe, bây giờ Khoa gọi điện thoại thôi. Khỏi để cho người ta gọi cho Khoa thôi, về Khoa. Thôi vậy cũng được đi. Bây giờ á mình gọi cho người ta thôi. Rồi khỏi cho ai gọi mình á. Vậy cũng đúng. Thôi, là lỗi về rồi. Bây giờ đợi lâu lắm. Ta muốn cho đăng ký đúng không? Cho. Nhưng mà đợi lâu lắm. Bây giờ là Khoa cứ để cho người ta gọi Khoa, Khoa gọi người ta thôi. Người ta không gọi Khoa được, người ta mới tức, hiểu không? Mà nói chung là sim đối với Khoa là đâu quan trọng. Nay Khoa xài sim này, mai Khoa xài sim kia. Tại cái sim kia bị hư nó rồi. Chứ không phải là bỏ hả? Không. Đúng rồi. Sim kia bị hư rồi. Sim kia không bị hư, con mới bỏ đó. Bỏ không được nữa. Không biết bị gì nữa. Giờ ngồi quá trời khắp đây rồi, biết chừng nào mới xong. Chết thôi mà. Thôi nói chung là bây giờ theo ý anh Trần là vậy đi. Giờ mình về bỏ sim khổ lắm. Thì bây giờ Khoa gọi điện thoại hết tiền rồi, Khoa bỏ sim. Con đã muốn sim mua sim xài luôn mà. Xài luôn chứ không phải là bỏ điện thoại rồi bỏ sim hoài. Không, giờ sim xài luôn mà. Để gọi cho ba nè. Thì bây giờ cho người mình gọi người ta thôi, người ta khỏi gọi mình, người ta mới tức. Con muốn ba tới cho con được. Bây giờ gọi không có được, xài những khác thì mới qua mai. Chứ giờ đợi một số là biết bao nhiêu không, lâu không? Giờ mấy chục số. Mấy số rồi sao giờ ta không có không còn. Không có cũng đâu có sao, mình bỏ số có quyền, người ta bỏ số, không có số thì ta gọi người khác. Về. Sau khi khuyên Khoa bỏ số mọi người. Ở clip này anh Trần làm chủ yếu là vui vẻ thôi ha. Vậy là coi như là Khoa không có xài được cái sim này. Sim này á là chỉ gọi Khoa gọi được cho người ta. Còn nếu mà gọi lại á là bị chuyển hướng. Rồi thôi vậy. Số 2 chào tạm biệt mọi người cái đi. Chào tạm biệt. Thôi chào tạm biệt kì á. Đang một mình cái sim cũng không được cái ba này á. Ba còn giỡn nữa. Ơn Trần cúp máy ra đây, chúc mọi người có một ngày mưa vui vẻ. Rồi bây giờ để xài cho nó hết tiền đi rồi mua sim mới. Tại sim này cũng là sim khuyến mãi mà. Em theo cái số làm kỷ niệm qua. Up clip đây nha mọi người. Trên đường về chở Khoa về, Khoa kiếm cái sim Khoa mua. Không, không có bỏ, chắc bỏ luôn cái sim đó. Ok. Giờ anh này anh hên quá, anh chứ em lại cho. Em gọi cho ba em mà ba em gọi tới cũng được. Nó bị chuyển cuộc gọi á, gọi qua cái cô đó là rồi, hên quá anh chỉnh lại cho Khoa đỡ mua cái sim. Giúp đỡ nó đi à, nó nhiều khi nó không được bình thường. Hên nha. Đỡ tốn tiền. Còn không phải tôi mua đó. Mua thì mới tao. Xong rồi đó, xong rồi đó. Xong rồi hả? Gọi tới người nào á, bây giờ nè Hưng Trần mà gọi cho Khoa được á là được. Trời ơi, sao ảnh làm nhẹ nhàng quá vậy trời. Đúng là có nghề tay nghề thế. Rồi điện rồi đó Khoa. Có rang không? Rang là ok. Không vô. Khoan từ từ, đợi xíu coi. Đó rang rồi đó. Có rang không? Alo. Alo. Alo.
Rồi nghe rồi đó. Rồi vậy thôi, cảm ơn cô với anh nha. Cảm ơn cô anh nha. Rồi thôi, cô khá đỡ tốn tiền rồi. Rồi tôi rồi. Vậy rốt cuộc là đi cái chuyến này thành công tốt đẹp nha. Không có tốn gì hết. Vô tiệm, vô hãng đủ thứ á, giờ rốt cuộc rồi. Vô tiệm điện thoại á là một rốt cuộc là thành công luôn. Ảnh chỉ với cần chỉnh một nấc cái là xong rồi. Rồi cảm ơn ảnh rất là nhiều luôn. Bye bye, chào tạm biệt. Quá, giờ vui rồi, bye bye, chào tạm biệt cho nó hoành tráng. Hồi nãy nó buồn bực, bây giờ là vui rồi nha. Thôi giờ ông cần chở Khoa về mọi người. Ba đi qua điện đường mà. Rồi đi. Để điện coi nó bệnh không nè, qua đóng phim với nó nha.